quang cao cả lành theo như mọi lời người đã phán hứa. Tất cả những lời người dùng Môi-sen, tôi tớ người mà phán trước, không một lời nào sai chạy. Nguyện xin Chúa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, như người đã ở cùng tổ phụ chúng ta. Xin người đừng lìa bỏ và từ rẫy chúng ta, nhưng xin người hướng lòng chúng ta về cùng người, ngõ hầu chúng ta tiến bước trong đường lối của người, tuân giữ các giới răn, luật pháp và huấn lệnh người đã truyền dạy cho tổ phụ chúng ta. Nguyện cho những lời của tôi khẩn cầu trước tôn nhan Chúa đây được đêm ngày hiện diện trước mặt Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để mỗi ngày người bênh vực tôi tớ của người và dân tộc Israel của người, ngõ hầu tất cả các dân tộc trên địa cầu nhận biết rằng chính Chúa là Thiên Chúa, ngoài người ra không có Chúa nào khác. Nguyện cho tâm hồn chúng ta được hoàn thiện đối với Chúa là Thiên Chúa chúng ta, để chúng ta tiến bước theo luật pháp của người và tuân giữ giới răn của người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con yêu Chúa nhiều.
Con vẫn thân thưa rằng gia nghiệp con thực là chính Chúa. Nguyện Ngài thương đỡ nắng giúp con giữ trọn lời Ngài đã truyền ban. Luôn pháp Chúa ôi thật quý hơn muốn trao báu bằng vàng. Nguyện xót thương con hèn như lời xưa Ngài đã phán hứa. Vì tình thương của Chúa đã cho con được hưởng sự sống đẹp tươi. Luôn pháp Chúa là niềm sướng vui cho con những đêm ngày. Con vẫn luôn thiên tha với lời Chúa, còn hơn châu báu. Và đời con đã quên hết tâm kiếm tìm một mình Chúa mà thôi. Nguyện đời con gian tà tranh xa chiếu lấy lời Ngài. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Chúa chúng ta và của Đức Giê-su Ki-tô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giê-su Ki-tô. Vì chương trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn, ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa. Trong khi mong chờ Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra, cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng. Không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ngự đến. Thiên Chúa là đấng trung tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với con của Người, là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa,
Khi Chúa Giêsu lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samari và Galilê. Khi Người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samari. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Kính thưa Cộng đoàn phục vụ, trong thánh lễ hôm nay, các bài đọc đều hướng về chúng ta là dẫn tới việc tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn về cái gì? Tạ ơn hôm nay chính là vì cái việc mà chúng ta đã tìm ra được những người, hay là đã bầu cử ra những người mà có thể giúp chúng ta trong công việc xây dựng của giáo hội, của giáo xứ của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng là nếu như không có những người đó thì chúng ta không có bí là bây giờ làm sao. Tôi lại liên hệ tới các cái giáo xứ và các họ khác ấy, thì tôi thấy các họ đang lăn này hoay lắm. Thật sự vậy, không phải là vì thế nào cả, nhưng mà thứ nhất là ít người, thứ hai nữa là cái người để mà đạt được cái nhu cầu như mình mong muốn thì khó lắm, cho nên nó khó. Nhưng mà chúng ta thì là cái Chúa thương là trong giáo xứ chúng ta thì được cái con số cũng đông, rồi là chúng ta cũng mọi người đều là sẵn sàng. Mình chính vì thế mà cái việc bầu cử nó không có cái gì khó khăn lắm, cũng vất vả lắm, vất vả lắm bởi vì cũng còn phải suy nghĩ chứ. Nhưng mà mỗi người đều có cái tính toán, nhưng mà rồi cuối cùng cũng chỉ vì xây dựng giáo hội của Chúa mà sẵn sàng và hy sinh những cái lợi ích riêng tư của mình. Quý vị đã đến là cũng nhận lời để mà hy sinh, vì nó có thời gian có 4 năm mà, cho nên là cũng nghĩ như thế, nó ngắn ngắn thì cũng cố gắng. Đấy, là chúng ta nhìn thấy các ông các bà, thì các bà có 4 bà không? Đây có 4 bà này không? Các ông thì đông đông đông, nhưng mà vậy thì ít quá nhỉ, các bà ít quá. Phải đông đông đông. Tôi thấy thế này này. Thứ nhất á, là cái đặc tính của cái việc cờ bầu cử này á, hôm nay chúng ta phải tạ ơn vì nó nói lên cái tinh thần của giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn của những người tạ ơn Chúa, những người cùng tôn thờ Thiên Chúa, nên là giống tạ ơn với nhau. Đấy, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa. Thế thì trong cái việc mà chúng ta bây giờ nói qua cái đặc tính cái cộng đoàn của giáo hội, thì giáo hội ngay từ đầu đã có tên là Ecclesia hay là Iglesia, là tiếng ấy được gọi như thế, có nghĩa là một cái cộng đoàn. Cộng đoàn gì? Cộng đoàn phụng vụ, cộng đoàn giáo lý, cộng đoàn là giữ luật Chúa. Như cái bài đọc một mà nói là chúng con lấy luật Chúa làm hướng đi cho đời chúng con, cái bài đọc của Đáp Ca đấy, chúng ta thấy nói rõ ràng là chúng ta thấy được là chúng ta tất cả, tuy rằng là nhiều người lắm,
không phải là giáo xứ chúng ta, nhưng mà toàn thể giáo phận rồi còn toàn thể thế giới này nữa, thì chúng ta đều có một lòng là hướng lên là phải xây dựng thánh ý của Thiên Chúa ở trên thế gian này, làm chứng cho Chúa ở trên thế gian này đấy, cho nên nó trọng như thế đấy. Cho nên là hôm nay á, mà ra là cộng đoàn như thế này thì cũng phải có người để mà hướng dẫn chúng ta, mà chỉ vì thế mà chúng ta mới thấy được là trong giáo hội không thiếu những cái việc mà cầu bầu cử như thế này, và cũng không thể thiếu được những người phục vụ, không có không được. Mà cái những việc lớn là vậy, nhưng mà việc nhỏ đấy, việc lớn như các giám mục, linh mục hay là gì nữa, các chức vị đã được giáo hội đặt là, nhưng còn có những người có thể nó không thể thiếu được. Chẳng hạn những người đóng cửa nhà thờ, trước đây là những người trải chiếu, quét nhà, trải chiếu, vân vân. Tôi còn nói là cái ngay cả cái việc mà đóng cửa nhà thờ là nó cũng là một cái gì đó nó quan trọng lắm. Ở bên Canada vừa rồi nó mất 4-5 cái nhà thờ là nó chạy vào nó phá nhà thờ đấy, phá là không biết là mất bôi vào nhọ cả cái nhà thờ đấy, không biết đó là vì không có người hay là thế nào đấy tôi không biết, nhưng mà cái cách ấy của họ là không biết. Nhưng chúng ta biết là nếu không có những người trông coi như vậy thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ bị một thiếu đi một cái gì đó. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại là nói là vấn đề cái quan trọng lắm là mọi người phải đồng tâm nhất trí xây dựng hội thánh như đó vậy. Nhưng mà cái vất vả của các vị nó cũng lớn. Tôi nói bây giờ nếu nói như ngày xưa đó, khi nói về xây dựng một người để làm việc cho chung đó, thì người ta nói rằng cho các cụ ngày xưa đó, thời cha già đồng hay là thầy có thầy trang hay nói là cái câu ngày xưa hay nói lao thân phí tài khả vi thân thượng, có nghĩa là lao thân tức là phải vất vả cái nhọc mình ấy, lao thân tức là lao nhọc ấy, cái thân để mình, phí tài tức là tùy phí cái tiền của mình đi, tài là tài tiền tài đó, lao thân phí tài thì khả vi thân thượng thì có thể trở nên những cái người làm trên, người làm ảnh đấy. Cho nên các vị hôm nay là cũng phải, tuy rằng chẳng có gì vất vả lắm nhưng mà ít ra là bây giờ giả như có phải hy sinh cái gì, các lại bị là phải hy sinh, đi đường đầu chịu hy sinh, bây giờ kêu gọi cái gì cái là các ngài là phải là những người đầu tiên phải mó túi đấy, thứ nhất là thứ hai là lại phải làm các cái việc mà những người khác chưa nói đến. Lao thân phí tài khả vi thân thượng tức là người trên ấy. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy được đó chính là cái bài học cho chúng ta, để chúng ta cũng biết rằng Chúa muốn như vậy. Thế còn cái tinh thần của giáo hội thì chúng ta không nói nữa, thì nó có thể nói nó có dài quá rằng, nhưng mà chúng ta biết rằng là trong giáo hội nó thế đấy, cứ xây dựng lên vất vả lắm, và đại giáo hội cũng đầy những cái gương mù, gương xấu, rồi cả những kẻ nó không ưa mình đã nhiều. Tôi hôm nay đọc cái câu chuyện là cái người ở Canada nó có hàng mấy trăm cái đứa trẻ mà thấy chết đó, của người dân bản địa, tức là dân da đỏ chưa ở đấy, thì cái chỗ mà để cho họ ở đó thì lại là những cái chỗ của cái nhà của trẻ coi trẻ của công giáo. Thế bây giờ nó đổ tội cho giáo hội là bao nhiêu trăm người là chết vì thế đó thế kia. Đấy, tôi lại nhớ lại cái chuyện mà ngày xưa nó định lấy cái nhà thương bên đây này, thì họ nói rằng là họ đưa ra cái chuyện là nuôi trẻ để rồi khi mà nó chết thì lấy cái nước mắt nó rồi để mà làm nước phép, toàn là cái chuyện bịa, nhưng mà vẫn có người tin. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy khốn khổ vậy. Thế mà có phải đâu mà cứ sống lành là người sẽ được người ta hiểu cho tốt lành đâu. Thôi thì chúng ta nói qua vậy thôi. Để chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết một lòng trung thành, làm tôi Chúa trong cái môi trường của chúng ta là khó khăn lắm. Thế này tất nhiên một lần nữa là cũng hợp ý với quý cha xứ rồi cũng như tất cả mọi người trong cộng đoàn.
Kính chúc quý ông, quý bà trong đoàn ban, quý ông, quý bà cũng hơi già quá, các anh, chị là cố gắng làm sao làm trọn bổn phận. Có 4 năm thì cố gắng là ra lao thân phí tài, khả vi thân thượng, giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta rất nhiều. Xin Chúa chúng chúc lành cho quý vị, và xin quý vị cũng luôn luôn là cố gắng hết sức. Có gì khó khăn quá thì chúng ta lại bàn nhau là làm việc. Để chúng mỗi người đều có cái sự khó khăn cố gắng, bởi vì chỉ có khi có hy sinh như vậy thì mới có của lễ. Đấy chính là cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta vậy. Thì xin Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ ban điều hành của giáo xứ của chúng ta rất là tốt đẹp, để một ngày mai chúng ta được thưởng công trên nước thiên đàng. Amen. Xin mời ông đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai con một người đến thế gian để những ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô thì được cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ tình thương Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin. Hội Thánh có sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất và diễn tả niềm tin ấy bằng đời sống chứng tá của mình. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thế giới hôm nay còn nhiều người chối bỏ và xúc phạm Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi lòng mở trí, để họ vượt qua những thành kiến nghi ngại và ban cho họ quả tim mới, cùng một tinh thần mới, để họ nhận biết và đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết siêng năng học hỏi và đào sâu giáo lý đức tin, thường xuyên lãnh nhận các bí tích để kín múc ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, hầu đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ơn ta đủ cho ngươi, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người, cách riêng các ông quản khu, các ông trương bà trương, các trưởng phó ban ngành trong giáo xứ chúng ta, thắng vượt được những giới hạn của bản thân, luôn biết tin tưởng vào ơn Chúa để hăng say phục vụ, chu toàn bổn phận và trách nhiệm mà giáo hội giao phó. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Cha đất nhân từ, Chúa luôn yêu thương và muốn mọi người được cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban Thánh Thần giúp chúng con biết nhiệt thành lắng nghe và thực thi lời dạy của Đức Giêsu Kitô con Chúa, người hằng sống và yên trí muôn đời. Thank you.
Anh chị em ơi, cầu nguyện đi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một đồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên lành Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy mánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế tư cây sau vừa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa diệu trên và tuyên dâng Chúa sống lại thì Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa mánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng cầu cần trước tôn nhan và vinh sự Chúa. Chúng con đã tiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nghiêm Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể đức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con tha thứ cám dỗ những cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và đường an toàn khỏi mọi biến loạn, đa khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các đông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con bột Chúa. Ước gì bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây con xin mời cha xứ quý cha an tọa, xin mời cộng đoàn an tọa cho chúng con được sắp xếp địa hình. Kính thưa cộng đoàn, lời chia sẻ của Đức ông đã huấn dụ cộng đoàn chúng ta. Chúng con đã thấu hiểu những gì chúng con đã làm, đang làm và được làm trong ơn Chúa. Thì giờ đây cho phép con trong ban tổ chức xin được trịnh trọng các quý danh được lên nhận bằng bổ nhiệm trong các công việc chức danh của mình. Thì con đọc từng người và trong đó quý vị ra xếp hàng luôn. Và khi xếp hàng mà được nhận văn thư bổ nhiệm, quý vị đứng theo bậc hàng sau và chụp với quý cha nhân ngày kỷ niệm nhận chức mới là một ảnh kỷ niệm để mang về trong phục vụ của mình, trong đời của mình. Và giờ đây không để mất thời gian của cộng đoàn thì con xin mời giáo khu 1 để quý vị nào đứng luôn. Giáo khu 1 là Geronimo Phạm Văn Định làm trưởng khu. Hai ông Geronimo, bà ông Geronimo Nguyễn Tri Phan trường nam, bà Phi Liên Hoa Nguyễn Thị Nhiệm trưởng nữ, ông Nguyễn Văn Rự ban trật tự, ông Geronimo Nguyễn Ngọc Minh phó ban trật tự, xin mời quý vị đứng luôn. Khu 2, ông Geronimo Nguyễn Đình Yên quản giáo khu 2, ông Đa Minh Lê Thanh Trà là trường nam, bà Phi Liên Hoa Nguyễn Thị Nhiên là trường nữ, ông Geronimo Nguyễn Văn Định trưởng ban trật tự giáo khu 2. Xin mời giáo khu 2 xếp hàng luôn. Giáo khu 3, ông Geronimo Bùi Kim Thao quản giáo khu 3, ông Geronimo Bùi Công Biền là trưởng nam, trương nam, bà Philomena Nguyễn Thị Đào là trương nữ, ông Geronimo Nguyễn Mạnh Hinh trưởng ban trật tự giáo khu 3, ông Geronimo Trần Văn Sự phó ban trật tự giáo khu 3. Trang giáo khu 4, ông Geronimo Bùi Xuân Hương quản giáo khu 4, ông Geronimo Trần Văn Lăng là trương nam giáo khu 4, bà Katarina Trần Thị Ngọc là trương nữ, ông Geronimo Phạm Văn Thao trưởng ban trật tự giáo khu 4, ông Geronimo Phạm Văn Đại là phó ban trật tự giáo khu 4. Như vậy là hết 4 giáo khu, sang phó ban ngành. Ông Geronimo Nguyễn Văn Hiếu là ông Cố Hiếu đó, là trưởng ban trông coi nhà thờ. Ông Geronimo Nguyễn Xuân Đản, phó ban coi nhà thờ giáo khu 3, xin quý vị đứng hết lên. Ai có danh sách đứng vào trong hàng. Ông Geronimo Vùi Trần Văn Yên là phó ban coi nhà thờ giáo khu 2. Ông Geronimo Nguyễn Văn Toàn, phó ban coi nhà thờ giáo khu 2. Bà Phi Lương Mơ Ngô Thị Lạ, trông coi nhà thờ. Bà Nguyễn Thị Liên, giáo khu 3, trông coi nhà thờ. Bà Phi Lương Mơ Nguyễn Thị Phạm Thị Tởi, giáo khu 1, trông coi nhà thờ. Ông Geronimo Bùi Văn Điển, trưởng ban điện. Ông Geronimo Phạm Văn Đặng Văn Thoan là phó ban điện. Ông Geronimo Nguyễn Văn Điển, xin mời ông Nguyễn Văn Hiếu ở giáo khu 4. Hôm nay là chức danh mới là trưởng ban NC mới. Và con đây thì cũng đã quen mặt rồi là phó ban ủy viên. Xin mời ông Hiếu ở giáo khu 4. Và ông Nguyễn Ngọc Văn là giáo khu 4 là trưởng ban trật tự giáo khu giáo xứ. Ông Nguyễn Văn Khải ở giáo khu 3 là phó ban trật tự của giáo xứ. Ông Nguyễn Văn Miêng là trưởng ban coi xe của giáo xứ. Ông Nguyễn Văn Uyên là phó ban coi xe giáo xứ.
ông Trần Văn Chấp là trưởng ban cờ đầu của giáo xứ. Ông Nguyễn Văn Quyên là phó ban cờ đầu của giáo xứ. Ông Bùi Văn Bảo là trưởng ban chân kiệu giáo khu 1. Ông Geronimo Ngô Văn Thám là phó ban chân kiệu giáo khu 3. Bà Maria Vũ Thị Lành là trưởng ban kẻ nữ. Bà Teresa Phạm Thị Hằng là phó ban của kẻ nữ. Ông Geronimo Nguyễn Quang Trưởng giáo khu 2 là trưởng ban kẻ nam. 23. Ông Geronimo Nguyễn Văn Thế giáo khu 1 là phó ban kẻ nam. 24. Ông Nguyễn Đức Dục giáo khu 2 là trưởng ban trống. 25. Ông Phêrô Nguyễn Văn Khuyến giáo khu 3 là phó ban trống. 26. Ông Ngô Văn Úy trưởng ban tràng hạt. 27. Ông Trần Văn Khoan giáo khu 4 là phó ban tràng hạt Văn Côi. 28. Bà Philomena Nguyễn Thị Thắm giáo khu 2 là trưởng ban hội thánh tâm. 29. Là bà Philomena Nguyễn Thị Lanh là phó ban hội thánh tâm giáo khu 2. Tức là giáo khu thuộc giáo khu 2 đó. 30. Bà Philomena Nguyễn Thị Ươm giáo khu 3 là trưởng ban hội con Đức Mẹ. 31. Bà Philomena Nguyễn Thị Thúy giáo khu 1 là phó ban hội con Đức Mẹ. 32. Ông Geronimo Nguyễn Vạnh Khởi giáo khu 2 là trưởng ban hội gia trưởng. 33. Ông Nguyễn Đức Huỳnh giáo khu 2 là phó ban hội gia trưởng. 34. Bà Philomena Nguyễn Thị Lanh giáo khu 2 là trưởng hội bà mẹ công giáo. 35. Bà Philomena Nguyễn Thị Đào ở giáo khu 3 làm phó ban hội con Đức Mẹ công giáo. 36. Là ông Geronimo Nguyễn Văn Vụ giáo khu 3 trưởng ban ca đoàn. 37. Ông Geronimo Phạm Văn Thể phó ban ca đoàn thuộc giáo khu 4. Giáo khu 4 làm phó ban ca đoàn của giáo xứ Đền Thánh. 38. Ông Geronimo Bùi Văn Đăng là trưởng ban âm thanh. 39. Ông Geronimo Trần Văn Tháp trưởng ban trang trí giáo khu 4 giáo xứ. 40. Ông Geronimo Nguyễn Duy Hưng trưởng ban thiết kế kỹ thuật của Đền Thánh thuộc giáo khu 1. 41. Ông Giuse Phạm Ngọc Mão giáo khu 1 làm trưởng ban tông đồ. 42. Ông Geronimo Nguyễn Văn Thuynh ban giúp kẻ liệt. 43. Ông Geronimo Ngô Văn Quảng giáo khu 4 là trưởng ban giáo lý. 44. Ông Geronimo Nguyễn Văn Trưởng là quản trưởng ấy, giáo khu 1 là phó 1 của ban giáo lý. 45. Bà Phima Trần Thị Thủy, bà Trương Thủy giáo khu 3 đó là phó ban 2 của ban giáo lý. 46. Ông Geronimo Nguyễn Văn Thái giáo khu 3 là trưởng ban huynh đoàn Đa Minh của Đền Thánh. 48. Ông Giuse Trần Văn Lâm. 45. Làm kế toán thủ quỹ của huynh đoàn Đa Minh giáo xứ. Ông quản Lâm giáo khu 4. 49. Bà Philomena Phạm Thị Lợi giáo khu 1 là trưởng ban hội truyền tin. 50. Bà Philomena Nguyễn Thị Linh giáo khu 4 là phó ban hội truyền tin. 51. Bà Philomena Nguyễn Thị Đáng
Giáo khu 1 là phó ban hội truyền tin. 52, bà Phi Lê Na Đặng Thị Mận. Giáo khu 2 là phó ban hội truyền tin của giáo. 53 là bà Philona Nguyễn Thị Mười, giáo khu 3 làm phó ban hội truyền tin của giáo xứ. 54 anh Geronimo Nguyễn Tố Bình, giáo khu 2 là trưởng ban hội gia trưởng, hội huynh trưởng. Anh Geronimo Nguyễn Tố Bình, giáo khu 2 là trưởng ban hội huynh trưởng. 55 chị Teresa Nguyễn Thị Kim Anh, giáo khu 1 làm phó ban hội huynh trưởng. 56 bà Maria Phạm Thị Thúy, Thị Thủy, giáo khu 1 là trưởng ban vệ sinh môi trường của Đền Thánh. 57 anh Giacomo Nguyễn Anh Vũ là trưởng ban truyền thông của Đền Thánh. 58 anh Giacomo Nguyễn Văn Phan, giáo khu 3 là phó ban truyền thông. 59 anh Geronimo Nguyễn Đức Quyền là giáo khu 3 là phó ban truyền thông. 60 là ông Geronimo Phạm Văn Ký, quan trọng lắm, trưởng ban ẩm thực. Cộng tác là 61 là ông Geronimo Phạm Văn Rạng là phó ban ẩm thực. Ban trùm cho con biết là còn một số ban nữa đang kiện toàn sau. Rồi có ngày lễ thì quý vị lên để nhận bài sai cũng vậy. Rồi cũng như là một cái ngày mà nhận cái công việc của mình, đảm nhận trong công việc giáo xứ. Những quý danh nào chưa lên, có tên mà chưa lên thì lên nhận. Con thấy ông Hiếu bên NC trưởng ban mới là có thấy đây chưa? Chưa có thì ban trùm sẽ gửi văn thư này đến tận nhà, đúng không? Khi xong rồi chụp ảnh thì cộng đoàn vỗ tay thật to nhé. Đừng ai tiếc cái tràng vỗ tay nhé. Và công việc của mình trao phó tất cả cho quý vị. Nén bạc Chúa trao ngày hôm nay đây. Rồi tông đồ Chúa cho vườn nho ngày hôm nay sớm và muộn đây. Vâng, bà thơ giáo khu 4 có đi chưa? Chắc là con đọc rồi thì quý vị nhận được cái chức danh này chưa? Nếu còn quên ai thì cho con xin lỗi và con bổ nhiệm sau. Bà Maria Bùi Thị Thơ, giáo khu 4, làm phó ban huynh đoàn Đa Minh.
À, thế khi còn một chút nữa thì con gì? Bây giờ còn ông Thủ Thái nữa, có khả năng lẫn một tí đấy. Hôm nay vui quá, cảm động quá mà bị lẫn. Vâng. Xin mời ông Geronimo Nguyễn Văn Điển, trưởng ban tổ chức của giáo xứ, và ông Geronimo Nguyễn Văn Hữu, phó ban tổ chức của giáo xứ. Xin mời hai ông lên ta trao cho ủy nhiệm thư. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả quý chức của chúng ta. À, giờ đây xin mời cộng đoàn nghe lời cảm ơn của ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đương kim mới nhất, có lời cảm ơn cha xứ Đức Ông và toàn thể cộng đoàn trong ngày lễ tạ ơn hôm nay, và quý vị nhận phép lành cuối lễ. Xin mời ông Chủ tịch Hội đồng. Trọng kính cha xứ Đức Ông Geronimo, cha Giuse, kính thưa thầy phó tế, thầy sứ, quý gì nhà dòng mến thánh giá, kính thưa quý chức hội đồng mục vụ tân cựu, quý cố, quý ban ngành, đoàn hội, quý cộng đoàn đền thánh, thưa quý cha và quý cộng đoàn. Trước hết con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương ban cho chúng con là những người con của giáo xứ, đã được cha xứ, quý cha, quý cộng đoàn thương bầu chọn chúng con vào ban hội đồng mục vụ giáo xứ đền thánh nhiệm kỳ 2021-2025, để mỗi người chúng con thực thi những công việc nhà Chúa trong tình yêu thương, đoàn kết, chia sẻ và đồng hành trách nhiệm ngay từ những ngày đầu. Chúng con còn bỡ ngỡ được cha xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, quý cộng đoàn đã quan tâm dâng lễ tạ ơn Chúa với chúng con để chúng con tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, vững vàng trong mọi công việc của mình. Hôm nay, cha xứ, Đức Ông, quý cha, quý thầy, quý dì, quý cộng đoàn dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, tri ân tổ tiên, quý đấng bậc cầu nguyện cho chúng con mạnh khỏe, đoàn kết, yêu thương, hiệp nhất. Với những tấm ủy nhiệm thư cha xứ trao cho chúng con như nhắc nhở hội đồng mục vụ giáo xứ đền thánh hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa sẽ được bình an và thịnh vượng trong công việc. Con xin thay mặt cho hội đồng mục vụ giáo xứ đền thánh cảm tạ tri ân cha xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức hội đồng mục vụ tân cựu, quý cố, quý ban ngành, đoàn hội và quý cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh quan thầy và các thánh ban nhiều ơn lành hồn xác trên quý cha và cộng đoàn. Sau thánh lễ, anh em con xin kính mời quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội đồng mục vụ tân cựu, quý chức, quý ban ngành, đoàn hội vào nhà chung dùng bữa cơm thân mật. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, thay lời cho quý cha, quý thầy và quý sơ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các bà, anh chị em, các viên chức hội đồng giáo xứ, giáo khu và tất cả các ban ngành đoàn hội trong khóa vừa qua. Mặc dù trước mặt thế gian chúng ta có thể điều này điều khác, nhưng mà trước mặt Chúa tôi nhận thấy chúng ta đã cố gắng hy sinh hết mình để rồi mỗi người chúng ta cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ trước mặt Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về hết khóa là trở về không phải là chúng ta thư thả, nhưng mà chúng ta tiếp tục cống hiến cho giáo hội qua những công việc khác nhau. Xin Chúa chúc lành cho cả gia đình quý vị luôn trong bình an của Chúa.
và xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng quý viên chức chúng ta nhận cái ủy nhiệm tư hôm nay. Xin Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta trong cái bổn phận của mình. Có những người làm việc rất âm thầm, có những người hy sinh vất vả, có những người làm việc được mọi người biết đến, và có nhiều người âm thầm mà chẳng mấy người biết đến cả, nhưng lòng Chúa xót thương, thấu suốt tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin Chúa trả công cho những cố gắng, cho những hy sinh và nâng đỡ quý vị cùng gia đình trong con đường phục vụ Chúa và giáo hội. Xin chân thành cảm ơn. Và thay cho tất cả những lời cảm ơn và chúc mừng đó, xin chúng ta đứng lên để lãnh phép lành Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.